trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, để tiếp tục dự thi nhân chứng ngày hôm nay, nhân kỷ niệm Đồng Phú tham gia dự thi thế kịch bản tự văn thân chung một bàn tay kịch bản và dàn dựng võ đạo với thành phần các trang điểm như sau: thành lập trong giai đoạn hai công dân ánh linh trong giai đoạn công dân lệ xuân nhà thạch thú trong giai đoạn cán bộ hội đồng thị xã. Chưa bây giờ phần dự thi nhân chứng cách làm thiết thực, tôi buồn anh là cái chỗ
con đường xịt lầy ấy chất nhã, rồi đây sẽ trở thành một đội đa. Những dòng xe ngày xưa sẽ nói cho nhau, giúp cho bà con mình ở trong giao thương mua bán để mà phát triển kinh tế gia đình lắm hay à? Chưa hết rồi anh, rồi đây nhà em nhỏ sẽ không còn ở những cực khổ và buồn ngày mưa để đi đến trường đến lớp. Anh hãy biết rằng huyện Long Phú của chúng ta hiện nay đang chung tay để xây dựng một nông thôn mới và được rất là nhiều người ủng hộ, cụ thể là họ đã hiến đất để đi xây dựng học nè, rồi xây các công đoạn nông thôn mới. Và điểm ở nơi sống mình là có chị Linh hiện nay gia đình cháy đâu có giàu có gì đâu, nhưng mà chị Linh vẫn hiến đất để góp phần xây dựng quê hương của mình, thì đây là một điều hết sức đáng nghĩa lắm hay à. Tôi thì cũng không phải là những người cổ hủ, nhưng tôi hiểu lắm về vấn đề xây dựng nông thôn mới nên tôi còn băn khoăn. Anh chưa hiểu chứ gì, tối nay các xã mà có diễn ra ngày này tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới, anh đi xem nó sẽ rõ thôi mà. Dạ đúng rồi đó anh hai, tối nay á về anh chị nha, có gì anh hai nhớ ghé xem nha anh hai. Thôi đi tiên mình tôi buồn buồn lắm. Thôi bộ quá đi hai mình xin thương anh hai nhé. Có cô mà hiểu ý tôi nữa nè. Hai, vậy tối bây giờ tôi về tôi sửa sang quần áo xinh xinh đầu thôn qua ở chị đi với tôi chờ chờ tôi nhớ nhớ chờ tôi nhớ quen ai à tôi nhớ trời ơi đâu số phương mình chứ đâu không trường phổ đâu chùa mà chạy cái gì cả đây đó là sống được tự lên, làm giảm các tệ nạn xã hội.
từ nhiệm vụ bản lĩnh cực của phong trào xây dựng nông thôn mới mang lại đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, được bà con được người nhiệt tình, người góp công góp sức, người hiến đất để xây trường học, lầu nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Và tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Khánh Linh sẽ là người đại diện cho phong trào xây dựng nông thôn mới, sẽ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời chị.